Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, tiếp theo chương trình là bài Sa Đéc. Bài này Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo viết tại Sa Đéc đêm rằm tháng Tư năm Canh Thìn. Thưa quý vị, tác phẩm này sẽ do Việt Hảo, Ngọc Anh và Quỳnh Sang thành kính phụng ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân cuộc thế bốn bề sống dày, cửa thiền môn còn hỡi khóa thêm, nương xứ xa tạm diệt giới đèn, tỏ tâm sự của người liệu đào. Sách có chữ thâm ân dục bao, phần làm người hiếu thảo nói gương ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật Thích lìa quê ngàn dặm, non tuyết sang rú rừng thăm thẳm, đêm thân phàm tầm đau siêu sanh, đến ngày nay còn ráng lấy danh khắp bốn biển dân lành sùng bái. Muốn lập đạo có câu thành bài, sự truân chuyên của khách thiện khắp sáu châu nức tiếng người đồn, ta chịu khổ khổ cho ba tánh, tiếng gọi đời sông mê hải lanh, chạm lời quyền vào có cạnh tranh,
bước gai trong đường đủ soi sành, đành tắt gót lìa quê hương già. Sự thường của bậc siêu nhân, dầu gian lao giả sắc chẳng sờn, miệng sanh chúng thông đường giải thoát. Cơn giông tố mịt mù chẳng nao lòng của đấng từ bi, vì thiên đình chưa mở hội thi nên lão phải phiêu lưu độ chúng. Kẻ ác đức cho rằng nói lòng lão yêu đương, xe rồ xăng dục chạy bãi bương, đến khuất dạng tình thương nao nức, khắp ba tánh chớ nên bực tức bởi nạn tai vừa mới vẫn dương. Chốn liên đài bát ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai. Việc khó khăn lắm lúc khôi hài, ấy cũng bởi thầy lai ông tạo. Ông nhồi qua cho người hành đạo, lúc nguy nan thôi chỉ ở cùng chăng. Nếu bền lòng dĩ quá cao thân, chẳng chặt già bỏ lăng Phật thanh. Chôn Phật đường ráng trao đức hành, phải bền lòng mới rành trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Lúc trồng rẫy rủi nhiều sâu bò, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao. Nấu lọc rành
mới biết vàng thau. Ai thật tanh ai người giả đào. Tiếng sấm sét bên tai xót xao, cả muôn người ngơ ngao hỏi han. Nay thân thầy cũng đặng bình an, khuyên bọn đào đừng than lắm tiếng. Tuy xa đường có lời lũng biển, bởi bút thần bay luyện khắp nơi, ngọc nhờ lao ngọc mới rạng ngời, kim mài dùa kim kia mới bén. Phải như tầm trong kén, có muôn tơ bao bọc âm thân. Sách có câu minh đức tân dân, được thủ trụ quyền khai nhất khiếu. Ta còn thương thương trò liều điều, chớ cũng mừng được dịp phổ thông. Đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thuở trước. Các bậc thánh châu lưu nhiều nước, nghèo thầy nhan bầu nước đai cơm. Tuy cơ hàng mà được danh thơm, hơn phú quý ngồi ôm bà lời. Quá sung sướng rồi quên đạo ngời, thì khác chi loài thú rừng săn. Vật hổ lang đâu biết đạo hằng, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ. Khi đói mồi mắt mài sầu sầu, chạy quơ quào vật nhỏ đằng ăn. Đến chết thấy đầy lũ ruồi lằn, bu núc thịt của loài bão ác. Đào mà biết mùi thơm bát cơ ngát, rước bụi trần mặn là thấy ai. Chợ Nam Mô Trì Giữ chai
chay được tánh, chay tâm mới quy. Trong đạo Phật quá nên quyền bi, chỗ tâm thần tỏa gì nơi thân. Muốn cho nên nữ khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật thanh. Đuốc thiền lâm phương đông chói anh, dắt hồn người vượt khỏi sông mê. Dầu cho nay xa cách nữ sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật canh. Ước trăm họ nhẹ mình có canh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo ban. Nói thì nói chờ ngày thấp thoáng, dòm êm trời thì cứ ra tay, quyết chèo thoàn đến chốn bồng lai, mới ngời ngày tâm thần của lao. Lúc tam tạng tây phương quyết cơ làm bao lắm phen, đức từ bi phải lộ trắng đen, lối âm từ cũng đi đến chốn. Đường yêu tinh làm hồn, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn.
nhờ môn đồ Bát Giới Sa Tăng với Đại Thánh Tề Thiên cứu vớ cơ. Lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh nơi dòng sanh chúng. Ai mê tâm nghe qua không phụng, ráng suy tầm đặng mở tánh linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Thâu cho được con long ác nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc. Thì đạo hành ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn đứa dữ ít chi. Phần tu hành tai gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sầu riêng hay nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta. Để cho thầy đi vào ta bà, đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì nói theo dấu thọ đang dê. Dục gió cũ nhiều nỗi thảm thê, dài sanh chúng cho rồi mới rành. Cùng hiếm kẻ nghinh ngang cường ngành, ôi kể sao cho hết thôi đời. Mãi say sưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống.
suối tiên thanh đổ ra cuồn cuộn, tràn ruộng lòng gieo giống mới nên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Giấc mộng vàng đẳng truyền đai đao, cảnh vô sanh lòng bão mà mê. Mùa nước tràn ngập cả điền đê, đến nước hà đồng khô cỏ cháy. Cuộc gian nan năm qua đã thấy, luận việc đời cùng khúc lẫn rồng, khi dậy thì tràn cả bờ sông, lúc khô hạn đi đồng khao khát. Biết làm sao lên lưng bạch hạc, bay cả trời tỏ ý từ bi. Khắp thế gian con thảo phục quỳ, chầu trước bệ cha hiền ngọc đế. Gặm dinh nhục sanh trong thế hệ, tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Gồm một nơi sửa sang tim tất, sự phân người cùng vật thưởng phong, cho dương trần rõ luật thiên công, có địa ngục thiên đường hay chẳng. Các chúng sanh nghe rồi yên lặng, suy cho tường rồi sẽ biện minh. Cơn vui tai từ tà thiên đình, cho phép lão tố trần đôi lẽ. Lời thầy dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình bạc ai góp tôn. Trong ba gia tìm đào quá mồm, thôi giả thế ước mong đời thành
Nam mô A Di Đà Phật.